Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Thời sự Thế giới, được phát sóng và cập nhật liên tục trên kênh tin tức HTD News. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những điểm tin chính đáng chú ý sau đây. Ukraine tuyên bố về khả năng gia nhập NATO. Quan chức Ukraine tuyên bố Nga không xứng đáng để đàm phán, cần phải chấm dứt sự tồn tại theo biên giới hiện nay. Mỹ tính chuyển lá chắn thép giúp Ukraine đánh chặn mưa tên lửa của Nga. Trận Vedun từ đệ nhất thế chiến đang lặp lại tại chiến trường Bakhmut, quân đội Nga có thể thua một cách toàn diện. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ukraine tuyên bố về khả năng gia nhập NATO vâng thưa quý vị phó thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu Đại Tây Dương khẳng định khối sẽ gây áp lực với Hungary về vấn đề này vào hôm 1 tháng 12 phó thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu Đại Tây Dương Orla Stefan Nishia tuyên bố NATO đã tỏ ra đồng thuận về sự cần thiết trong việc cung cấp tư cách thành viên cho Ukraine. Bà nói thêm, sự phản đối của Budapest do tranh chấp về người dân tộc Hungary sống ở Ukraine sẽ được khắc phục bằng các công cụ chính trị. Một số thành viên nổi bật nhất của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo, bao gồm Pháp và Đức, được biết là có những do dự trong việc cho phép Ukraine tham gia. Hơn nữa, các tranh chấp lãnh thổ của Kiev với Nga được cho là khiến nước này khó đáp ứng yêu cầu của NATO. Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Kiev, bà Stefanishina cho biết, chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong vấn đề xích lại gần NATO hơn tại hội nghị thượng đỉnh cấp bộ trưởng gần đây nhất ở Burajet. Tất cả là 30 quốc gia thành viên đã đồng ý về sự cần thiết về cung cấp tư cách thành viên cho Ukraine. Các báo cáo của phương tiện truyền thông phương Tây về sự kiện Bucharest nói chung là trái ngược với cách giải thích của bà Stefanishina, trong khi đó, trang web riêng của khối đã nhấn mạnh nhiều hơn đến Trung Quốc trong phần kết thúc hội nghị thượng đỉnh. Bà nhấn mạnh, các thành viên NATO xác nhận cánh cửa liên minh đang rộng mở với Ukraine. Bà cũng khẳng định động thái này là một tín hiệu mạnh mẽ mới, cho thấy không ai lo sợ áp lực từ Nga. Quan chức Ukraine tuyên bố, Nga không xứng đáng để đàm phán, cần phải chấm dứt sự tồn tại theo biên giới hiện nay. Quý vị thân mến, Nga không xứng đáng được đàm phán và giao tiếp trong thế giới hiện đại. Đất nước này phải chấm dứt tồn tại trong biên giới hiện nay và giải phóng các thuộc địa. Điều này được RBC Ukraine thông báo dựa theo lời phát biểu của thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksiy Danilov tại diễn đàn An ninh Kiev. Ông lưu ý Ukraine đã cho cả thế giới thấy rằng không cần phải sợ những người đã 30 năm hay ít nhất 20 năm đã tích cực hộ dọa thế giới sợ hãi với sức mạnh được cho là của mình và với thực tế là cần phải tính đến họ. Cần phải tiêu diệt họ để họ không còn tồn tại như một quốc gia trong ranh giới mà họ đang tồn tại. Ngày nay, Nga là một trong số ít quốc gia có thuộc địa trên lãnh thổ của mình, nơi mà đã tiêu diệt một số lượng lớn dân tộc, ngôn ngữ của họ, họ chỉ là những kẻ mang trợ và khi họ nói rằng cần phải ngồi chung bàn với những kẻ mang trợ này và nói về điều gì đó tôi nghĩ điều này là không xứng đáng với người dân của chúng tôi ông danilov nói ông cũng nhấn mạnh rằng ukraine không liên quan gì đến nga các người là moscavia trên lãnh thổ của mình các người là những tên trộm liên tục đánh cáp lịch sử của ai đó liên tục đòi hỏi về điều gì đó nhưng không xứng đáng để bất kỳ ai trên thế giới giao tiếp với các người thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói. Ông Danilov cũng nói về những điểm tương đồng giữa Tổng thống Nga và Vladimir Putin và nhà độc tài Đức Quốc xã Andrew Hitler. Tôi thường nghĩ rằng Putin và Hitler là cặp song sinh dính nhau, chỉ có được một người sinh ra muộn hơn một chút ông nói ông danilov trước đó đã tuyên bố rằng sau khi putin rời bỏ quyền lực và sự sụp đổ của liên bang nga đất nước này phải bị tước bỏ vũ khí bao gồm cả vũ khí hạt nhân ông cũng tuyên bố rằng giới lãnh đạo hiện tại của liên bang nga đang trong quá trình mất kiểm soát quyền lực vì nó đang nhanh chóng lọc vào tay một nhóm tội phạm khủng bố mỹ tính chuyển lá chắn thép giúp ukraine đánh chặn mưa tên lửa của nga Thưa quý vị, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Raytheon Technologies cho biết Mỹ đang hợp tác với các nước Trung Đông để chuyển một số hệ thống phòng không tới Ukraine. Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Raytheon Technology ông Hayes, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Mục tiêu của Mỹ là gửi hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS từ Trung Đông tới Ukraine trong vòng từ 3 đến 6 tháng tới. Sau đó, thì Mỹ sẽ bù đắp lại bằng việc chuyển các hệ thống NASAMS mới tới Trung Đông trong 24 tháng tiếp theo. Có một số hệ thống NASAMS được triển khai trên khắp Trung Đông. Mỹ và một số đồng minh NATO của chúng tôi đang thảo luận với một số quốc gia Trung Đông hiện triển khai NASAMS để chuyển các hệ thống này cho Ukraine, ông Hayes nói. Giám đốc tập đoàn Raytheon lưu ý rằng, việc chuyển các hệ thống phòng không từ Trung Đông đến Ukraine sẽ nhanh hơn so với việc sản xuất ở Mỹ, rồi mới chuyển đến Ukraine. Ông Hayas cũng cho biết, quá trình sản xuất NASAMS mất khoảng 2 năm vì cần thời gian để mua các linh kiện điện tử và động cơ tên lửa. Các quan chức Ukraine đã mất nhiều tháng để vận động Mỹ gửi các hệ thống NASAMS giúp Kiev đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Các hệ thống NASAMS có tầm bắn xa hơn so với các thiết bị phòng không khác mà các nước phương Tây đã gửi tới Ukraine. Hai hệ thống đầu tiên đã được chuyển đến vào đầu tháng 11 và Mỹ cam kết sẽ tiếp tục chuyển thêm. Ngày 30 tháng 11, lục quân Mỹ đã trao một hợp đồng trị giá tới 1,2 tỷ đô la Mỹ để cung cấp 6 hệ thống NASAMS cho Ukraine vào năm 2025. Thỏa thuận này là một phần của gói sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine vào lần thứ năm bao gồm hỗ trợ, đào tạo và hậu cần. Raytheon từ chối nêu tên các quốc gia Trung Đông sẽ gửi hệ thống NASAMS cho Ukraine. Tuy nhiên, thì theo hồ sơ của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, khách hàng của Raytheon trong khu vực là Oman và Qatar. Việc huấn luyện cho quân đội Ukraine là một thách thức đối với Mỹ khi mà Washington gửi thiết bị tiên tiến đến đất này. Ông Hayas cho biết Na Uy đã huấn luyện khoảng 60 quân nhân Ukraine sử dụng hai hệ thống NASAMS. Còn Berg, một công ty của Na Uy, đồng phát triển NASAMS với Raytheon. Quá trình huấn luyện để sử dụng NASAMS thường mất 6 tháng, nhưng lượng của Ukraine được đào tạo chỉ trong 60 ngày. Giới quan sát nhận định, NASAMS sẽ làm gia tăng đáng kể năng lực phòng thủ của Ukraine trước dàn hỏa lực vượt trội của Nga, trong bối cảnh Moscow gần đây phóng mưa tên lửa xuống các mục tiêu quan trọng của Kiev. Trận Verdun từ đệ nhất thế chiến đang lặp lại tại chiến trường Bakhmut, quân đội Nga có thể thua một cách toàn diện. Thưa quý vị, trận chiến quanh thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine đang được so sánh với một trận đánh nổi tiếng từ thời Thế chiến thứ nhất, khi địa hình bùng lầy đang cản bước lực lượng của hai bên. Bakhmut đang trở thành một vũng lầy máu thật sự do lực lượng Ukraine và Nga với hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và bị thương mỗi ngày, trong khi không bên nào đạt được bước tiến lớn sau nhiều tháng giao tranh, theo tờ The Guardian. Thành phố Ma, Bakhmut, thuộc tỉnh Donetsk, nằm trên một trong những tuyến đường chính từ thành phố thủ phủ Donetsk, nơi mà Nga đang kiểm soát, đến thành phố Slovian, nơi Ukraine kiểm soát. Việc giành lấy Bakhmut là mục tiêu chiến lược của lực lượng Nga vì sẽ giúp họ các nguồn tiếp tế của Ukraine và tạo bàn đạp để tiến về Slovian và Kramatorsk. Cố vấn Yurisa của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov vào ngày 30 tháng 11 nói với đài CNBC rằng Bakhmut là trung tâm của các trận chiến tại miền đông và giao tranh rất ác liệt đang diễn ra tại đây. Ông Sark cho biết thành phố đã bị phá hủy rất nghiêm trọng và được so sánh với Mariupol, nơi mà Nga từng nã pháo dữ dội và bắt đầu trông như thành phố mà. Những bức ảnh và video từ khu vực đó gợi nhớ đến cảnh tượng thời Thế chiến thứ nhất cùng với những thân cây bị cháy, chiến hào, tàn phá, chết chóc. Thật sự rất kinh khủng, ông Sark nói. Nga chưa bình luận về nhận định này. Những ngày gần đây, Nga tuyên bố đã tiến quân thêm tại khu vực và lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin. Hồi đầu tuần nói lực lượng này sắp bao vây Bakhmut. Ông Sark bác bỏ thông tin này và cho rằng đó là tuyên bố sai sự thật của Nga nhằm mục đích tuyên truyền, dù thừa nhận Ukraine cũng đang rất khó khăn trong việc bảo vệ thành phố. Một quan chức cấp cao của Mỹ vào hôm 29 tháng 11 cũng mô tả tình hình tại Bakhmut rất căng thẳng và hai bên đang trong thế giằng co trận verdun thứ hai cuối tuần qua những hình ảnh mới được công bố cho thấy binh sĩ ukraine chiến đấu trong các chiến hào bùng lầy ngập nước cây cối ngã đổ mưa lớn và nhiệt độ giảm xuống khiến điều kiện chiến đấu ngày càng khó khăn hơn nhưng tinh thần chiến đấu của những người lính về quốc được cho là lớn hơn những người lính xâm lược. Theo Reuters, Bộ quốc phòng Ukraine đăng một đoạn video trong khu vực chiến hào và nói binh sĩ đã cầm cự trong nhiều tháng qua. Một số nhà phân tích đăng tải các hình ảnh về cảnh tàn phá và so sánh với trận Verdun trong Thế chiến thứ nhất, trận đánh lớn kéo dài từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1916 giữa Pháp và Đức gây thương vong và thiệt hại lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Resnikov gần đây cho rằng thời tiết mùa đông là cơ hội cho cả hai bên khôi phục lực lượng. Ông cũng nói rằng Ukraine sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự tăng cường của hàng ngàn binh sĩ đang được huấn luyện tại Anh. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW của Mỹ gần đây dự báo chiến sự trong vài tuần tới sẽ trở nên căng thẳng hơn khi mặt đất đóng băng giúp các phương tiện dễ di chuyển. Lần này, liệu người Nga có đi theo vết xe cũ? Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu trận chiến Ukraine, cả quân đội Nga và Ukraine đều nhắm vào các căn cứ hậu quân của nhau, đặc biệt là các kho đạn dược và những mục tiêu quan trọng cần tiêu diệt. So với quân Nga, quân đội Ukraine có được nguồn tình báo của phương Tây nên pháo binh bắn vào các mục tiêu của quân Nga vừa mạnh mẽ vừa chính xác, còn các cuộc tấn công của quân đội Nga thường đi chệch mục tiêu. Điều này phản ánh đầy đủ sự khác biệt giữa Nga và Ukraine về thông tin tình báo và độ chính xác của vũ khí dẫn đường. Quay ngược lại, 8 năm trước, năm 2014, quân đội Nga thông qua tình hình tình báo chính xác và dưới sự chỉ huy của tướng Valery Gerasimov, quân dù Nga đã đổ bộ xuống Crimea với tốc độ cực nhanh. Quân lính ngồi trên chiến xa, lao thẳng xuống vào căn cứ lục quân. Hải quân của quân đội Ukraine tước đi vũ khí của lữ đoàn quân Ukraine sừng sỏ và khống chế toàn bộ doanh trại đồng thời kiểm soát hệ thống chỉ huy quân đội crimea ukraine trước ánh mắt kinh hoàng của quân ukraine từ đó chiếm đóng toàn bộ bán đảo crimea mà không phải đổ một giọt máu nào Tám năm trôi qua, khả năng chiến đấu và trình độ trang bị của quân đội Ukraine đã phát triển đến đáng kinh ngạc. Cho dù đó là sự phối hợp chiến thuật của các cấp và vũ khí khác nhau hay chất lượng của từng người lính, họ đều tốt hơn so với những người lính dân tộc thiểu số được họ tuyển mộ vào quân đội Nga từ những vùng sâu vùng xa với mục đích kiếm chút tiền và vơ vét chiến lợi phẩm. Nhìn chung, sự hỗ trợ toàn lực của thế giới phương Tây các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã kịp thời có được thông tin chiến trường chính xác, do đó họ thường có những trận đánh tuyệt vời. Mà khá quân đội Nga ngày nay từ trên xuống dưới vẫn là một nhóm binh sĩ kiêu căng của năm 2014. Trên thực tế, ở chiến trường Donetsk, ưu thế thực sự của họ chỉ nằm ở sức mạnh hóa lực áp đảo ngang với tầm thế chiến thứ hai, thường gọi là học thuyết pháo binh, và khi ngày càng nhiều vũ khí hạng nặng của NATO được triển khai ra tiền tuyến, lợi thế duy nhất của Nga sẽ bị xóa sổ. Vậy thì tại sao quân đội Nga, vốn dĩ vượt trội về hỏa lực và sức mạnh, lại rơi vào tình cảnh này ở Bắc Mút? Tất nhiên thì điều đó có lý do, nhưng có ba lý do chiến thuật cơ bản. Một là bộ binh đã cạn kỳ không được bổ sung, không đủ lực lượng có thể tham chiến ở trên đường phố, không thể bọc lót cho quân thiết giáp, không thể bảo toàn và phát triển thành quả mà pháo binh đã đạt được. Hai là các đội quân thiết giáp bị mất đi sự che chở của bộ binh trong chiến tranh đô thị và hiệu quả chiến đấu giảm đáng kể. Và ba, đó là sự phối hợp của bộ binh và pháo binh trở kém. Thưa quý vị, theo nghiên cứu của Viện Chiến tranh ISW, những bước tiến gần đây của Nga vào thành phố Bakhmut không phải là dấu hiệu cho thấy quân đội của Moscow sẽ sớm chiếm được thành phố này. ISW đã công bố một báo cáo vào hôm thứ hai và nói rằng, trong khi các lực lượng Nga đã đạt được những lợi ích nhỏ từ phía nam thành phố chiến lược, các nhà nghiên cứu không chỉ ra được một cuộc bao vây Bakhmut sắp xảy ra của Nga. Quân đội Nga trong tình trạng xuống cấp hiện tại có khả năng không thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng và có thể bị Ukraine tổng tấn công và bao vây lại, tổ chức tư vấn này viết Hình ảnh định vị địa lý cho thấy quân đội Nga có khả năng đã chiếm được ngôi làng Ozadianipka vào Chủ nhật hoặc thứ hai. ISW đưa tin, ngôi làng cách Bắc Mút hơn 9 dặm về phía Tây Nam. Báo cáo nói thêm rằng một số nguồn tin của Nga đã tuyên bố rằng quân đội của họ cũng đã chiếm giữ một số ngôi làng xung quanh trong vài ngày qua với định bao vây thành phố từ phía Nam và phía Đông. Tuy nhiên, thì ISW không tìm thấy bằng chứng nguồn mở nào hỗ trợ cho những tuyên bố này. Trên thực tế, tại chiến trường Ukraine ngày nay, bối cảnh thực sự và đầy cảm hứng là theo thời gian, các đơn viện trợ quân sự của phương Tây đã dần dần được bổ sung cho những khu vực cần thiết nhất, trong khi một số lượng lớn các tiểu đoàn về binh quê hương Ukraine sau khi kết thúc khóa huấn luyện ở Zaba, và các nơi đang tăng tốc điều tra tuyến đầu. Trên thực tế thì những người lính bộ binh dự bị này là dân thường ngày hôm qua, với sự hỗ trợ của pháo binh và có thông tin hiệu quả cao cũng như sức bảo vệ pháo đài vững chắc Donbas, đó là chưa nói đến quân chính quy. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews gmail com Một lần nữa thì đội ngũ htdnews rất mong được đưa ủng hộ của quý vị khán thính giả. quý vị đừng quên hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like video này, chuông thông báo cũng như là nút theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình thế giới cũng như cuộc chiến tại Ukraine nhé. còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.